Vâng, hello em, xin chào tất cả anh chị em và con cô bác nha. Em Thành Bến Tre gửi lời chào thân thương. Lời nói đầu tiên kính chúc cho anh em bà con mình nhiều sức khỏe và gặp nhiều vận may trong cuộc sống nha. Thì trưa hôm nay em lên cho anh em mình một em xe Innova 2010, Innova G nha anh chị nha. Form mới rồi, có lớp cửa từ xa đầy đủ hết luôn nha anh chị. Biển 76 ngay chủ. Anh em muốn rút hồ sơ rút, ủy quyền thì ủy quyền ha. Cảm biến ve phía sau nè, có cái ba ga phía dưới để chống chạy cản sau nữa nè. Biển số là 76, xe là ngay chủ nha anh chị nha. Đồ chơi đồ nghề thì đầy đủ luôn nè anh chị ha. Chắc xe còn liền lắm nha anh chị. Innova G nha anh chị em mình lưu ý nha. Dàn lạnh riêng là anh chị, đẹp ha. La phong trần bọng còn khá là ổn định. Đó, dấu điện xe nè. Còn rất là ok nha. Em bán giá này là cũng rất là hợp lý ha. G này thì nó chạy thường thì mấy dòng G chở ít hơn gì ha anh chị ha. Cho nên xe nó còn liền hơn. Nóc xe cũng đẹp, có đuôi gió nó cũng liền xe lắm. Thì xe này bên em đang muốn bán là chỉ có 269 triệu thôi. Cho một em Innova G 2010 ha. 4 vỏ về cui. Lòng về mới tin nè. Có 7 bước luôn nè anh chị. Đó. 4 mâm 4 vỏ về cui, có 7 bước luôn. Đó. Quay cái gầm cho anh em mình xem luôn nè. Gầm đẹp tuyệt vời luôn anh chị ơi. Phong dáng còn rất là liền xe và sáng xe. Đó. Chất xe thì còn rất đẹp ha anh chị ha. Đăng kiểm thì còn tới năm sau mới hết kiểm. Em bán chỉ giá là có 269 triệu thôi. Đó, anh em nào thấy được ủng hộ cho em thịt nha. 2010 có bể bước, 4 mâm 4 vỏ về cui, sơn si đẹp. Đó. Bước vào khoang nội thất ở trong nè anh chị. Túp lô nỉ riêng còn ha. Túp lô túp ly còn rất là đẹp. Dàn ghế cũng còn mới. Đó. Trên này thì có được trang bị thêm màn hình vô lăng tuyệt vời hết rồi. Sao chú? Con lít mượn chạy xuống dưới một tay. Giao luôn hả chú? Giao luôn. Rồi đợi xíu con đang quay xe cái đợi 5 phút nha. Đó. Để em mở máy lên cho anh em mình xem ha. Em này thì máy móc còn chất đó anh chị nha. 252.000 ha anh chị ha. Odo chạy nè. Cũ số còn mới tin luôn nè anh chị. Nè. Màn hình Android xịn luôn nha. Đó, quăng sần. Túp lô túp ly rất là đẹp. Đó, là phong G ở trên này chỗ này có đổ cái chỗ để mắt kiến luôn ha. Đó. Kính thì khỏi chơi rồi, mấy dòng này thì kính phải bấm được G hay là 10 mà. Đó. Kèn bổng còn lớn ha anh chị ha. Xe còn ok, gương kính chỉnh điện. Keo chỉ nè, đầy đủ hết nha anh chị nha. 2010 ha. Vô lăng, túi khí 2010 nó được trang bị hai túi khí nha anh chị nha. Anh chị em lưu ý ha. Thắng phanh ABS, hai túi khí nè. Đó, bây giờ em sẽ mở cái capo cho anh em mình xem và nghe tiếng máy của xe nha. Máy thì hơi dơ, tí xíu cho rửa máy rồi luôn. Đó, cái clip này là xe chưa rửa máy nha. Tí xíu cho rửa lại luôn là sạch sẽ, sạch sẽ đẹp đẽ liền. Đó. Capo hơi dơ. Máy là không một miếng hơi miếng thối luôn nha anh chị nha. Máy cực kỳ chất luôn à. Đó. Máy êm lắm. Đây là phanh ABS nè. Phanh ABS nè, bình bọng ha. Đó, xương đầu nữa, dấu điện nè, đầy đủ hết. Xe này cũng còn được xe ha. Nói chung là đẹp không đẹp, xấu không xấu, cũng còn khá là liền, đời 2010 mà. Chứ không phải xe cọp. Nếu mà xác định mà có xe cọp á thì em còn một xe giống vậy luôn, form 2010 luôn. Nhưng mà nó là đời 2008 nhưng mà form 2010. Có nghĩa là cuối 2008 là nó sẽ lọt qua form mới. Thì cái form y chang gì luôn là màu vàng cát. Thì xe đó là biển số Bến Tre, xe đấy em bán là 285. Còn xe này thì nó không được cọp bằng xe đó cho nên bán là chỉ có 269 thôi. Thì anh em nào xem được ủng hộ cho em nha. Giá muốn bán là 269. Em có hỗ trợ giao lưu cho đổi và bớt cho anh em và hỗ trợ rút hồ sơ. Xe này đã bán bao rút cho anh em luôn nha. Rồi cảm ơn anh em mình nhiều. Chúc anh em mình buổi trưa vui vẻ, nhiều sức khỏe nha anh em nha. Anh em nào thấy thích xe này cho xin một cái dấu like, một cái bình luận để em xem xe này có ổn định và có chất lượng hay không nha anh em nha. Em cảm ơn, xin chào ạ.